Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng Gia Trầm Hovita chúng tôi có điều kiện quay trở lại và tiếp tục làm các clip về kỹ thuật để giao lưu với các bạn ở trên kênh Hovita. Tôi thì tôi ấp ủ cái chủ đề này lâu lắm rồi. Và hôm nay là tôi bắt đầu một cái series. Cái series này là tôi muốn là giới thiệu với các bạn là một cái quá trình gọi là từ lúc bắt đầu chọn và làm để biến từ một cái cốt phôi thành cây hoàn thiện, và trên cốt là xanh Nam Điền. Tại sao mà tôi chọn cốt là xanh Nam Điền? Bởi vì lý do như này, là ở ngoài Bắc này ấy, thì cái tỷ lệ xanh Nam Điền trong một vườn cây ấy, nó phải chiếm chín mấy phần trăm. Còn các cái giống xanh khác thì hầu như là bây giờ không được để ý nhiều. Xanh dưới xanh Nam Điền thì là xanh quê, thì cách đây mười mấy năm thì cũng rộ lên, thế nhưng mà cũng không duy trì được lâu. Và cây giống xanh đầu bảng vẫn là xanh Nam Điền. Thế còn các giống khác, ví dụ như là Phúc Am, Lá Móng thì số lượng chiếm rất ít. Thế còn Văn Giang thì nói chung tôi nghĩ là chắc mất trên cái bản đồ mà cây hoàn thiện rồi và cây phôi. Thế thì tôi sẽ tập trung trên xanh Nam Điền nhé. Thì từ Nam Điền mà các bạn đã nắm chắc rồi thì các cái giống xanh khác thì về cơ bản thì nó cũng tương đương nhau thôi, nó không có gì là khác nhiều lắm đâu. Và như vậy thì các bạn sẽ nắm được cái sơ lược. Chẳng qua là Nam Điền ấy thì là tôi làm bởi vì lý do là có nhiều dữ liệu để làm cho các bạn. Thì cái series này thì tôi nghĩ là cái số lượng clip nó cũng sẽ kéo dài đấy. Và nếu các bạn bám từ đầu đến cuối thì tôi nghĩ là các bạn sẽ có được một cái tư duy tốt, và các bạn sẽ hình dung một cái quá trình làm nó sẽ phải diễn ra như thế nào. Thế trước thì tôi cũng làm nhiều các cái clip gọi là nó nhỏ, các cái tip nhỏ, ví dụ đơn giản về vấn đề trồng cây này, về vấn đề làm đất này, về vấn đề chọn mầm, rồi vấn đề tạo dáng, rồi cắt giật vân vân. Nhưng mà nó không tập trung được. Thế thì cái series này là tôi muốn là làm một cái quá trình luôn. Thế thì là nếu các bạn theo dõi từ đến cuối thì các bạn sẽ biết là đó. Thế thì ở cái clip đầu tiên mở đầu cho series thì tôi muốn nói về cái vấn đề là nhận biết giống xanh nhé. Thế thì đây là một cây Nam Điền này. Đó. Đây là cây Nam Điền. Thế thì bây giờ nhé, ở đây có xanh quê, tôi sẽ chuyển luôn sang. Đây, xanh quê này. Nó gần nhau, nên ra là tôi quay nó dễ. Đây là một cái cốt xanh quê. Cái Nam Điền với xanh quê thì nhiều khi là có những lúc là bị lẫn với nhau. Nhưng còn các cái xanh khác thì ít hơn, ví dụ xanh Lá Móng hay là xanh Phúc Am thì nó có cái đặc điểm mà nhận biết rõ hơn, nó ra ít nhiều. Thế thì xanh Nam Điền ấy nó là một cái dòng xanh mà xuất phát là từ Điền Xá ở Nam Định. Thì thực tế ban đầu thì nó cũng là một cái dòng xanh ở cái địa phương ấy thôi. Thế nhưng mà về sau á, thì Nam Điền nó phát triển rộng rãi và nó có nhiều cái đặc điểm rất thuận lợi cho vấn đề chế tác cây cảnh nghệ thuật. Thế đâm ra người ta sau bao nhiêu năm phát triển của cây cảnh nghệ thuật ấy, ở dạng thương mại thì người ta đã chọn Nam Điền. Nó là cái giống gọi là cái giống cây chủ lực để phát triển. Xanh quê thì cũng có một cái thời gian rộ lên, cái thời điểm từ năm 2010 đến 2012 là rất sốt xanh quê. Thế xong sau đó thì chìm xuống, và đến bây giờ thì so với Nam Điền thì vị thế của xanh quê giảm đi rất nhiều. Thế thì các bạn nhận biết này, nhận biết xanh quê và xanh Nam Điền nhé. Các bạn sẽ căn cứ thứ nhất là từ lá này.
Cái thứ hai, từ thân. Đấy, hai cái căn cứ của xanh quê và xanh năm điển ấy, là các bạn sẽ căn cứ vào đó để các bạn nhận biết. Thế thì đây là xanh quê đúng không? Đấy thì các bạn nhìn này, lá sẽ là, đây sẽ là một loại lá của xanh quê nhé. Đấy, lá sẽ khá mỏng này, to này. Đúng không? Nó cũng có quăn, nhưng mà nó quăn ít đúng không? Đầu lá dài. Đặc biệt là con nhìn lá rất mỏng. Đó. Thế bây giờ tôi quay sang năm điển nhé. Đây. Lá năm điển đây. Nhỏ hơn đúng không? Quăn nhiều hơn và dày hơn. Đấy các bạn nhìn, nhìn là nó khá là, nếu mà các bạn mới là sẽ khá là dễ bị nhầm. Đây tôi vặt một cái cành, xong tôi đem sang. Đây các bạn nhìn nha. Đây cái mầm mà tôi vừa vặt là mầm năm điển đúng không? Còn đây là xanh quê đúng không? Đây các bạn nhìn. Đấy, các bạn nhìn có nhận biết có khác nhau không? Khác nhau đúng không? Hay thôi, này tôi vặt lên một cái mầm của xanh quê đi, đem sang, bởi vì năm điển nó có nhiều biến thể, dễ sạch hơn. Đây, ví dụ ở một cái vùng này đây. Đây, bên tay trái tôi là xanh quê, lá xanh quê này. Còn cái vùng tôi đang di vào đây là vùng của lá một cái dòng năm điển. Ok. Đấy. Hay sang cây khác đi. Đấy các bạn nhìn cái lá xanh quê nó to hơn đúng không? To hơn, dài hơn và mỏng hơn. Đấy, hay là ví dụ sang cây này. Anh em thống kê thì đâu đó nó có tầm khoảng chục biến thể của màu lá, của lá cũng như là màu da của năm điển. Thì đây đang căn cứ vào lá các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn, đúng không? Về cơ bản thì cái lá xanh xanh quê nó vẫn to, mỏng hơn. Đấy. Ở đây thì năm điển nhiều, nên là các bạn sẽ dễ so sánh hơn. Đây nha, ví dụ so cái độ dày lá này. Đây các bạn nhìn này. Kể cả tôi lấy một cái lá năm điển mà phát triển tốt mà lá khá to đúng không? Nhưng mà các bạn nhìn này. Nên nếu mà nói độ dày đúng không? Với lại cái hướng quăn lá. Đây các bạn nhìn. Thực ra là cái này là các bạn cứ nhìn nhiều thì các bạn sẽ phân biệt được ra thôi. Có điều là mới đầu thì hơi khó, cũng dễ nhầm. Thực ra nhá, nói thật với các bạn là nhiều khi có một số các cây chày chượm, người ta ghép xanh, ghép lá năm điển để làm bông tản ấy, còn lại cốt là xanh quê mà bán cũng nhiều tiền mà vẫn còn nhầm, người mua vẫn nhầm, nhiều khi thợ nhầm luôn, bởi vì có những cái giống xanh quê, biến thể của nó, cái da nó rất giống năm điển. Đấy. Đó. Thế về cơ bản thì lá xanh quê nó sẽ mỏng hơn, to hơn lá năm điển, và lá năm điển sẽ nhỏ hơn và dày hơn. Cái hướng quăn lá cũng khác nhau. Ở đây có dữ liệu nhiều của xanh năm điển ấy, thì đâm ra tôi quay cho các bạn. Trong clip này thì tôi chỉ tập trung vào lá thôi. Thế xong clip tới tôi sẽ tập trung vào da nhé. Bởi vì cái series này không quan trọng là cái số lượng clip bao nhiêu ấy,
thì cố gắng làm sao mà nó đủ dài, nó đủ chi tiết để cho các bạn nhận biết từ những cái sơ đẳng nhất đó. Thế từ đầu đến giờ tôi di rất nhiều cái cốt Nam Điền đúng không? Các bạn nhìn là lá nó cũng không để giống nhau 100% đúng không? Đấy. Các bạn cứ tập trung ở lá thôi nhá. Màu da thì từ từ đi. Màu da để clip sau đi. Bởi lá mình cứ nhận biết lá cái đã. Thực ra là khi làm cây cảnh nghệ thuật ấy, thì cái việc mà nhận biết cái giống cây nó là cái quan trọng nhất đầu tiên. Chứ bây giờ ví dụ các bạn nhận biết giống cây còn sai thì còn làm ăn cái gì đúng không? Nên đây là những cái gọi là những cái bài học mà vỡ lòng. Ở đây thì còn một cái cốt là giống là cây văn giang, thì tôi cũng qua tôi quay luôn cho các bạn nhận biết cái lá nhé. Đây đây là một cái phôi văn giang, tôi quay lá này cho các bạn nhận biết nhé. Cái lá văn giang thì các bạn thấy là nó khá là to suôn. Đây. Đây, tôi để các cái lá Nam Điền với lại xanh quê ở cạnh Văn Giang cho bạn so sánh. Ở tay trái tôi thì là vừa vừa xanh quê vừa Nam Điền. Đây, cái Nam Điền này này, đấy, xanh quê này. Và đây là Văn Giang. Đấy, tôi để cùng một cái khung hình cho các bạn nhìn để các bạn phân biệt. Cái lá văn giang này thì khá là cứng, cũng mỏng nhưng mà cứng và lá trơn. Đấy. Đúng không? Dài. Và một cái đặc điểm của văn giang là khi mà các bạn nhận biết trên thân mây tai cảnh thì khi nào mà tới cái vùng nhận biết thân mây tai cảnh tôi sẽ di cho các bạn coi. Thế là ở vườn này, ở chỗ nhà vườn anh Thơ Liên thì có ba cái giống cây mà để cho các bạn phân biệt. Đây là một cốt xanh quê này. Đó. Thì nhận biết giống cây ấy, thì các bạn đầu tiên để nhận biết là qua lá đúng không? Về cơ bản cái lá Nam Điền ấy là lá nó sẽ khá là nhỏ quăn và dày. Các bạn cứ chốt lại một cái ý như thế. Nếu mà Nam Điền mà khi hãm ấy thì nó sẽ nhỏ nữa và nó sẽ đẹp. Đấy, ví dụ giống như là đây này. Đây cái lá Nam Điền, đây là lá đang nuôi thì nó to này đúng không? Thế nhưng mà khi hãm ấy, khi hãm nó có thể là ai mà hãm tốt ấy, có thể thu lá nó tầm này. Khá đẹp.
lá dày khỏe. Đó, thì đây là cái clip đầu tiên mà nói về cái vấn đề là nhận biết giống cây xanh Nam Điệt qua chất lá. Thì ekip chúng tôi cũng đang xây dựng một kênh review về kiến trúc, đây là kênh nhà Việt TV. Thì ở cái này chúng tôi đang tập trung review các công trình nổi tiếng của Việt Nam, có tuổi đời cả trăm năm, cả ngàn năm. Các cái công trình mà có giá trị điêu khắc nghệ thuật cao, có giá trị về văn hóa lịch sử. Nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc cổ truyền của Việt Nam thì mời các bạn sang kênh nhà Việt TV để subscribe, follow và theo dõi clip chúng tôi review. Các bạn có thể tìm kiếm kênh qua từ khóa là nhà Việt TV 365. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.